Cập nhật tối ngày 26 tháng 11 Hàng Lâm xin kính chào quý vị, chúc quý vị buổi tối an lành. Trong bản cập nhật tối nay, sẽ có những thông tin mới nhất là việc Ukraine đã chính thức giải phóng một thành phố khỏi tay quân xâm lược Nga, lại một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu công nghiệp 3.000m2 ở Moscow tin tức tại khu vực Trung Đông về thỏa thuận ngừng bắn. Còn tại Mỹ, ông Trump sẽ thúc đẩy mạnh hơn nữa ngành dầu khí ngay khi nhậm chức và các thông tin hấp dẫn khác sẽ được gửi đến quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ukraine chính thức giải phóng Kupian khỏi tay quân đội Nga Vào rạng sáng nay 26 tháng 11, các nhà phân tích từ dự án Devstes của Ukraine đưa tin, lực lượng phòng vệ nước này đã hoàn toàn đánh bật quân Nga khỏi thành phố Kupian thuộc vùng Kharkiv. Thông báo của Adepstes tuyên bố, lực lượng phòng vệ Ukraine đã hoàn thành việc giải phóng Kupian. Ngoài ra, các nhà phân tích còn báo cáo những bước tiến của lực lượng Nga gần Novomlin ở vùng Kharkiv, Dani, Konstantinopolsky, Rostony, Petrivka và Kurakhov ở vùng Donetsk. Trước đó, vào đêm 14 tháng 11, Devstes đã báo cáo về những bước tiến mới của Nga ở miền đông Ukraine, đặc biệt là quân Nga đã chiếm được Yelinka và tiến vào Kuvian. Sau đó, vào ngày 25 tháng 11, các chuyên gia quân sự cho biết lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine đã đẩy lùi quân Nga khỏi làng Kopanky thuộc vùng Kharkiv và bắt sống các binh lính Nga. Nga cáo buộc Ukraine tấn công UAV quy mô lớn Vào đêm 25 rạng sáng 26 tháng 11, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Nga. Theo kênh Telegram Trogonik, hàng chục UAV đang di chuyển về phía các khu vực của Nga, gây ra sự căng thẳng gia tăng ở các khu vực biên giới. Theo báo cáo của Trogonik, một số nhóm UAV đã được phát hiện ở nhiều hướng khác nhau. Từ Midyakinskaya về phía đông, người ta ghi nhận có khoảng 6 UAV di chuyển hướng về Rostov. Tại khu vực Kotluban và Marinovka thuộc vùng Volgograd, có tới 10 UAV bị phát hiện. Theo hướng Krasnilut, có khoảng 14 thiết bị bay không người lái. Những dữ liệu này cho thấy một cuộc tấn công quy mô lớn, đồng thời ảnh hưởng đến nhiều khu vực của Nga. Hiện tại, các chính quyền địa phương Nga cho biết họ chưa có thông tin về việc đánh chặn các UAV này, cũng như hậu quả của các cuộc tấn công. Ngoài ra, giới quân sự Nga cũng cho rằng không thể loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều đợt tấn công mới bằng tên lửa ATACMS và Storm Shadow. Thông tin tiếp theo, cháy lớn 3.000m2 tại khu công nghiệp ở Moscow. Kênh Telegram Astra của Nga cho biết, một kho chứa Freon đang bốc cháy ở phía nam Moscow, bao phủ một diện tích rộng 2.500m2. Theo các nhà chức trách Nga, vụ cháy đã được xếp vào mức độ khó ngày càng tăng. Báo cáo nêu rõ, nhà kho đang bốc cháy trong một khu công nghiệp trên thành phố Promyslenaya ở Moscow. Một phần mái đã bị sập và có báo cáo về các vụ nổ có thể là do bình Freon phát nổ. Một trực thăng cứu hỏa dự kiến sẽ được triển khai để dập tắt đám cháy. Nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn chưa được tiết lộ. Sau đó, kênh Telegram Nextstar đưa tin đám cháy đã lan rộng đến 3.000m2. Tại hiện trường có 75 nhân viên, 31 đơn vị thiết bị và một trực thăng đã tham gia những nỗ lực để dập tắt đám cháy. Những thành công của Nga ở phía Tây Donetsk không có nghĩa là tiền tuyến của Ukraine bị sụp đổ. Gần đây có thông tin xác nhận những bước tiến của Nga ở vùng Donetsk. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đánh giá rằng, hành động tấn công của người Nga ở phía tây khu vực Donetsk không có nghĩa là mặt trận Ukraine đã bị sụp đổ. Theo đó, bước tiến của Nga ở phía tây khu vực Donetsk chỉ trở nên có ý nghĩa về mặt hoạt động nếu Bộ Chỉ huy Nga tận dụng tốt những thành công chiến thuật gần đây của chính mình đây chưa phải là một sự phát triển bền vững. Các cuộc tấn công cơ giới gần đây của quân Nga với các đơn vị của lực lượng lính dù ở phía đông bắc Vuleda dường như vào cùng thời điểm với các cuộc tấn công cơ giới của quân khu miền đông gần Velika Novosinka. Điều này càng khẳng định đánh giá của ISW rằng các đơn vị của Nga hiện đang tiến hành các hoạt động tấn công chung trong khu vực này ở khu vực phía Tây Donetsk. ISW tin chắc rằng khả năng tiến xa hơn tới biên giới của khu vực Zaporizhia và Dnipro của Nga sẽ chủ yếu phụ thuộc vào việc liệu Bộ Chỉ huy các quân khu phía Đông và phía Nam Nga có tiếp tục phối hợp thành công các hoạt động chiến đấu trong khu vực mặt trận của họ hay không. Ngoài ra, theo báo cáo, ngay cả khi quân đội Nga có thể đạt được tất cả các mục tiêu hoạt động nêu trên, Moscow sẽ cần phải chiếm được hơn 8.000 km vuông lãnh thổ để đạt được nhiệm vụ mà Điện Cẩm Linh đề ra, đó là chiếm giữ toàn bộ vùng Donetsk. Khả năng tiến quân của Nga về phía đông nam vùng Dnipro khó có thể nhanh chóng và chưa thể đe dọa các trung tâm quân sự của Ukraine cũng như các thành phố lớn trong chiến dịch mùa đông 2024-2025. Các chuyên gia nhận định, mặt trận hoạt động quân sự của Ukraine rất rộng lớn và những thành công về mặt chiến thuật của Nga ở phía tây khu vực Donetsk sẽ không gây ra sự hoảng loạn quá mức trong thời gian ngắn. Thành công của Nga vẫn mang tính chiến thuật, các lực lượng Nga vẫn chưa nối lại các hoạt động diễn tập trên khu vực này. ISW lưu ý, các cuộc tấn công hiện tại của Nga có thể không đạt được tiến độ như trong các cuộc tấn công trực diện đầu tiên vào gia hay Pokrov vào đầu năm 2024. ISW cho biết, hình ảnh định vị địa lý được công bố vào ngày 24 tháng 11 cho thấy, các đơn vị thuộc lữ đoàn xe tăng số 5 của Nga đang tiến về phía đông biên giới vùng Donetsk và Zaporizhia. Một số blogger quân sự Nga cho rằng, lực lượng nước này cũng đã tiến về phía đông bắc và đông nam Velika Novosinka. Anh lần đầu chuyển giao Storm Shadow cho Ukraine dưới thời Thủ tướng Stammer. Hãng tên Bloomberg cho biết, chính phủ Anh gần đây đã cung cấp cho Ukraine hàng chục tên lửa hành trình Storm Shadow. Việc vận chuyển đã diễn ra ngay cả trước khi có quyết định gần đây cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa của phương Tây. Việc chuyển giao này đã diễn ra lần đầu tiên dưới thời Thủ tướng Keir Starmer, người đã hứa với Kyiv sẽ tăng cường hỗ trợ trong cuộc chiến với Nga. Nó đã diễn ra cách đây vài tuần mà không được công bố rộng rãi sau khi Kyiv cho biết họ hết tên lửa tầm xa. Những người đối thoại từ chối cho biết chính xác thời điểm cũng như số lượng tên lửa được chuyển đến với lý do phải bảo đảm an ninh. Tuần trước, lực lượng Ukraine đã lần đầu tiên phóng tên lửa Storm Shadow của Anh vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, một ngày sau khi ATACMS do Mỹ sản xuất được phóng vào Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brazil vào hôm 20 tháng 11, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, chính phủ của ông đang tăng gấp đôi hỗ trợ cho Ukraine, nhưng từ chối cung cấp thông tin cụ thể. Ông Biden và ông Macron chuẩn bị công bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ sớm công bố thỏa thuận ngừng bắn tại Liban giữa nhóm vũ trang Hezbollah Israel. Thông tin này được hãng Reuters dẫn lại từ bốn nguồn tin Liban trong ngày 25 tháng 11. Tại Washington, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết, chúng tôi đã gần đạt được nhưng vẫn chưa xong cho đến khi mọi thứ được hoàn tất. Phía tổng thống Pháp nói, các cuộc thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được tiến triển đáng kể. Tại Israel, một quan chức cấp cao Israel thông tin, nội các nước này họp vào hôm nay 26 tháng 11 để phê duyệt thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chối bình luận về thông tin Israel và Liban đã nhất trí về nội dung thỏa thuận. Nhưng quan chức cấp cao Israel tiết lộ, cuộc họp nội các này có mục đích là để phê duyệt văn bản. Các dấu hiệu về đột phá ngoại giao xuất hiện, trong lúc Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut, Liban do Hezbollah kiểm soát. Ông Trump sẽ thúc đẩy mạnh ngành dầu khí Mỹ ngay khi nhậm chức. Ông Trump sẽ mở rộng hoạt động khoan dầu và phê duyệt xuất khẩu thêm khí hóa lỏng LNG ngay khi vào tòa Bạch Ốc, theo Reuters đây là hai nội dung chính trong kế hoạch năng lượng quy mô lớn mà đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đang xây dựng, đồng thái nhằm thực hiện các cam kết mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Người dân Mỹ có thể trông cậy vào Tổng thống Trump sử dụng quyền hành pháp của mình ngay từ ngày đầu tiên để thực hiện những lời hứa mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử, Caroline Lewis, người phát ngôn của ông Trump cho biết. Cụ thể, chính quyền mới sẽ đẩy nhanh cấp phép khoan dầu trên các vùng đất liên bang và mở lại kế hoạch khoan dầu 5 năm ngoài khơi. Trong 3 năm đầu nhiệm kỳ của chính quyền Biden, thời gian trung bình để phê duyệt giấy phép khoan dầu trên đất liên bang Nga và đất của người da đỏ là 258 ngày, tăng so với mức trung bình 172 ngày trong nhiệm kỳ đầu của Trump. Vì vậy, ông Trump có kế hoạch đẩy nhanh việc phê duyệt các giấy phép đang chờ xử lý, tổ chức các đợt đấu giá khai thác thường xuyên hơn và tập trung vào các khu vực có tiềm năng dầu mỏ cao. Bên cạnh đó, ông Trump sẽ tìm cách phê duyệt đường ống Keystone, dự án vận chuyển dầu thô của Canada đến Mỹ này, từng là điểm nóng về môi trường và đã bị dừng sau khi ông Biden hủy một giấy phép quan trọng ngay ngày đầu tiên nhậm chức. Song song đó, tổng thống đắc cử Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh tạm dừng cấp giấy phép xuất khẩu LNG mà tổng thống Joe Biden ban hành năm nay với lý do đánh giá lại tác động về môi trường. Chính quyền Biden định công bố nghiên cứu về môi trường trước khi Trump nhậm chức ngày 20 tháng 1. Nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của chính quyền mới trong việc dỡ bỏ lệnh trì hoãn và phê duyệt các giấy phép đang chờ xử lý. Nguồn tin của Reuters nói, vấn đề LNG đang bị đình trệ và ông ấy có kế hoạch sẽ mạnh tay. Mỹ là nhà sản xuất khí đốt hàng đầu thế giới và trở thành nước xuất khẩu LNG nhiều nhất vào năm 2022 khi châu Âu tìm đối tác thay thế cho nguồn cung Nga. Nhiều nội dung trong kế hoạch năng lượng của ông Trump sẽ cần thời gian để thông qua quốc hội hoặc hệ thống quản lý của quốc gia. Vì vậy, ông định ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng vào ngày đầu tiên nhậm chức như giải pháp để vượt qua các rào cản và đẩy nhanh các chính sách mới. Tổng thống đắc cử cũng sẽ kêu gọi quốc hội cấp thêm kinh phí để bổ sung dự trữ dầu mỏ chiến lược, vốn đã bị suy yếu nghiêm trọng dưới thời Biden nhằm kiểm soát giá dầu trong khủng hoảng Ukraine và kiềm chế làm phát. Việc bổ sung dự trữ cũng thúc đẩy nhu cầu dầu ngắn hạn và khuyến khích sản xuất tại Mỹ. Elon Musk chỉ trích một số kẻ ngốc vẫn chế tạo tiêm kích F-35. Tây phố Elon Musk hôm 24 tháng 11 chia sẻ video hàng loạt phương tiện bay không người lái drone phối hợp hoạt động theo bầy. Ông viết trong bài đăng, trong khi đó, một số kẻ ngốc vẫn chế tạo tiêm kích có người lái như F-35, đồng thời kèm theo biểu tượng thùng rác. Musk lập luận, thiết kế F-35 đã tệ hại ngay từ giai đoạn triển khai vì nó được yêu cầu làm quá nhiều nhiệm vụ cho quá nhiều lực lượng. Điều này khiến nó trở nên đắt đỏ và phức tạp, làm được nhiều thứ nhưng không vượt trội trong lĩnh vực nào. Dự án này không thể thành công, tiêm kích có người lái đang dần lạc hậu trong thời đại của Ron, chúng chỉ khiến phi công dễ thiệt mạng. Tỷ phú SpaceX cũng khẳng định, Ron vũ trang có thể làm những nhiệm vụ như thả bom và phóng tên lửa nhưng không gây nguy hiểm tính mạng cho phi công. Phát ngôn viên lúc mật tin, nhà sản xuất dòng F-35 sau đó tuyên bố, đây là tiêm kích hiện đại nhất, có khả năng song sót và kết nối cao nhất thế giới, đồng thời là phương tiện săn đe quan trọng, đóng vai trò nền tảng của hoạt động hiệp đồng tác chiến đa mặt trận. Maro Gilly, chuyên gia về công nghệ quân sự tại trường đại học S. Zurich ở Thụy Sĩ cho biết, Nguyên nhân chính của đội giá cùng với các vấn đề khác là thiết bị điện tử và đặc biệt là phần mềm điều khiển. UAV có năng lực tương đương F-35, còn đòi hỏi chi phí lớn hơn. Chưa rõ ông Musk có dự định tác động tới kế hoạch thay kinh phí cho chương trình F-35 hay không. Đây là chương trình phát triển tiêm kích đắt đỏ nhất của ngũ giác đài, với tổng chi phí lên tới khoảng 485 tỷ đô la và có thể tiếp tục tăng lên. Dự án đã đổi giá thêm 10% trong năm nay do cần cải thiện khả năng làm mát của động cơ. Khoảng 3.000 máy bay dự kiến được sản xuất trong toàn bộ chương trình F-35 với 1.000 chiếc đã xuất xưởng và bàn giao cho quân đội Mỹ cùng đồng minh. Các tiềm kích F-35 dự kiến hoạt động tới năm 2088. Chương trình sẽ tốn hơn 2.000 tỷ đô la để chế tạo và duy trì hoạt động của máy bay trong suốt vòng đời của nó. Ông Musk nhiều lần đề xuất giới chức Mỹ cân nhắc phương án biến tiêm kích có người lái thành UAV để theo kịp xu hướng, đồng thời giúp hoạt động mua sắm của không quân Mỹ duy trì tính cạnh tranh. Tháo chạy khỏi Trung Quốc, một quỹ hưu trí Hoa Kỳ thoái gần 300 triệu đô la. Quỹ hưu trí tiểu bang Kansas đã bán gần 300 triệu đô la chứng khoán Trung Quốc, đồng thái tách rời mới nhất trong bối cảnh căng thẳng Trung Mỹ leo thang. Đạo luật thoái vốn tại các quốc gia đáng lo ngại của cảnh sát có hiệu lực vào tháng 7 đã yêu cầu các quỹ của tiểu bang phải rút mọi khoản đầu tư khỏi Trung Quốc, Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Nga và Venezuela. Brookfield, giám đốc đầu tư của quỹ, cho biết hệ thống hưu trí công chức cảnh đã bán 12 mã chứng khoán từ 10 công ty tại Trung Quốc và Hồng Kông trị giá 294 triệu đô la, tương đương với 1% tổng giá trị đầu tư của quỹ này. Ông cho biết một khoản thoái vốn đang chờ xử lý tại Nga không thể bán được vì không được giao dịch do các lệnh trừng phạt được áp dụng sau khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Finn không nêu rõ quỹ đã thoái vốn khỏi những công ty nào, nhưng cho biết việc thanh lý các khoản đầu tư khiến tiểu bang thiệt hại 635.000 đô la. Finn cho biết, chúng tôi đã tăng cường thẩm định đối với các khoản đầu tư mới và tương lai để xác nhận rằng sẽ không bao gồm các quốc gia đáng lo ngại. Giám đốc điều hành Alan Conroy cho biết vào thứ Tư tuần trước, tại Ủy ban chung về lương hưu, đầu tư và phúc lợi của cơ quan lập pháp Kansas sát rằng quỹ hiện đã tuân thủ hoàn toàn luật pháp. Quỹ này cho biết họ đã thay đổi chuẩn mực trong danh mục đầu tư quốc tế của mình để loại trừ Trung Quốc vào tháng 11 năm 2023 ngày càng nhiều tiểu bang của hoa kỳ bao gồm florida missouri và indiana đã thông qua luật thoái vốn khỏi các khoản đầu tư của trung quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gần đây thống đốc texas đã ra lệnh cho các cơ quan nhà nước ngừng đầu tư vào trung quốc và bán các tài sản đó càng sớm càng tốt các cơ quan bị ảnh hưởng bao gồm hệ thống hưu trí giáo viên texas Quỹ hưu trí Crypt Selving Plans của chính phủ liên bang bắt đầu loại trừ các cổ phiếu niêm yết tại Trung Quốc và Hồng Kông khỏi chỉ số chuẩn của mình vào tháng 11 năm 2023, với lý do căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Với mục tiêu an ninh quốc gia, Hoa Kỳ đã ngày càng thắt chặt các hạn chế đối với đầu tư của Hoa Kỳ vào các công ty Trung Quốc. Chính quyền Biden đã ban hành các quy tắc vào tháng 10 để hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc, bao gồm máy tính lượng tử, trí tuệ nhân tạo và chip bán dẫn. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật tối nay của Quân sự Mở. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hằng Lâm và Quân sự Mở, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.